Dạ vâng ạ, quý vị cảm nhận thấy tiếng cối nổ nghe có hay không ạ? Vâng, rất là thanh và giòn đúng không ạ? Vâng, và độ chớn rất là cao nữa. Đó là độ chớn và tiếng cối nổ đến từ cặp bánh chính hãng của Jante cụ nhá, SNR. Cặp bánh này là cặp bánh full carbon, bản 3cm, chạy sắn nốt và vỏ ruột dài và vỏ ruột turbo net, tức là vỏ ruột không có xăm cụ nhá. Dạ vâng, Nguyễn Long xin kính chào toàn thể quý vị và mọi người yêu thích xe đạp thể thao trên toàn quốc ạ. Vâng, xin kính chào quý vị lại quay trở lại với Nguyễn Long. Cửa hàng của Nguyễn Long thì có địa chỉ ở Phú Dư, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Linh, và số điện thoại của Nguyễn Long thì là 0973 126 389 ạ. Vâng, và cửa hàng của Nguyễn Long thì chuyên bán những chiếc xe đạp thể thao cao cấp hàng Nhật đấu giá, được chính tay Nguyễn Long đấu giá trực tiếp ở bên Nhật rồi gửi về Việt Nam. Hôm nay Nguyễn Long xin giới thiệu đến tất cả quý vị là một chiếc xe đạp Road Carbon mang một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Đài Loan. Vâng, đó chính là chiếc Gian quý vị nhá. Vâng, chiếc Gian này sở hữu cái cấu hình là cái model là Defy, ất văn xét, và cấu hình là khung sơn carbon cùng với lại cọc yên carbon và cặp bánh cũng là carbon, vỏ ruột dài. Vâng, và sở hữu cái thông số đo thì là dòng ngang là 51, dòng đứng là 43. Vâng, tương đương là size sẽ rất phù hợp với quý vị có chiều cao tầm từ 1m61 trở lên đến 1m74-75 trở về, chạy sẽ khá là đẹp quý vị nhá. Vâng, 61-62 trở lên ạ. Vâng, sau đây Nguyễn Long sẽ tiến lại gần cái chiếc Gian carbon này để qua chi tiết hơn cho các quý vị cùng theo dõi. Vâng, như thường lệ, Nguyễn Long cũng sẽ đo lại cái thông số dòng ngang, dòng đứng cho quý vị xem có phù hợp với bản thân mình hay không. Đây quý vị có thấy dòng ngang là 51 quý vị nhá. Còn dòng đứng thì là 43. Đây quý vị đấy. Vâng, đều là tốt tâm tâm. Nó tương đương với lại size S của Gian Đấy quý vị thấy là sản xuất cũng có ghi rõ size S. Nó thì sẽ tầm phù hợp tầm độ mét quý vị 1m62-63 trở lên cho đến 1m75-76 trở về, chạy sẽ khá là đẹp ạ. Vâng, Gian nó là một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng ở Taiwan và cũng như là rất phổ biến ở Việt Nam mình. Đó, model là Defy quý vị nhá. Đó, Defy Advanced. Đấy quý vị thấy. Và đánh giá đầu tổng thể về cái độ mới của chiếc Gian này thì nó cũng còn rất là đẹp, và cũng phải CMC mà 90% trở lên, chỉ có một vài những cái vết xước nhỏ trong quá trình sử dụng hàng ngày thôi. Đó, quý vị thấy tông màu đen xanh rất là nổi bật quý vị nhá. Đó, phần càng trước nói chung là độ mới rất cao. Cái người chủ của chiếc xe này người ta sử dụng rất là ít. Quý vị thấy Gian Pro 2, Pro 1, đây quý vị thấy Pro 1, mã QR code, đây quý vị thấy chính hãng của Gian, size S, khung sườn đời cao, có thể đi group điện dây đi âm sườn, đây quý vị thấy là nơi âm điện đấy ạ. Đó, âm dây điện. Và ngay đây là quý vị có thấy là tem made in Taiwan, chính hãng là ISO 4210. Đấy quý vị thấy. Đây là quý vị hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc xuất xứ cũng như là chất lượng của chiếc Gian này quý vị nhá. Cực kỳ đẹp, cực kỳ chất lượng rất là cao. Đó, phần đuôi càng sau. Đó, chỉ xước nhẹ rất một chút xíu ở đây do cái phần dựng xe thôi. Đấy quý vị thấy, xước cực kỳ nhẹ quý vị nhá, không ảnh hưởng gì nhiều về mặt hình thức cả. Đó. Đấy quý vị thấy. Vâng, kia vẫn là đụng bên trái của chiếc xe. Phần đuôi càng sau cũng có xước nhẹ một chút xíu đây quý vị nhá. Vâng, xước rất nhẹ thôi. Đó, trong quá trình dựng xe. Đó, không ảnh hưởng gì nhiều về mặt hình thức cả. Đấy quý vị thấy đúng không ạ? Đó. Đó, quý vị thấy. Vâng, xước cực kỳ nhẹ thôi quý vị nhá. Không có ảnh hưởng gì về mặt hình thức. Gần như là không có nhìn, là không có nhận ra mấy đó. Phần trên của chiếc khung. Đấy, quý vị thấy cũng chỉ xước nhẹ một chút xíu đấy thôi quý vị nhá. Đó. Đấy, quý vị thấy xước nhẹ thôi ạ. Đó, đây là cái phần tem sơn đấy quý vị nhá. Chiếc xe này sở hữu hệ thống dây đi âm sườn, đấy cả dây phanh và hai dây đề đều là đi âm. Đó. Phần càng trước. Đấy quý vị thấy. Rất đẹp đúng không ạ? À, đây là cái phần dây bọc dây là để tránh xước, làm xước khung. À, phần thân chính. Đó, quý vị thấy mọi thứ rất là đẹp quý vị nhá. Cái đây là phần gầm của chiếc xe. Đó, quý vị thấy. Vâng, tem mã số các cái thông số rồi thì mã
mã vạch, mã số khung của nhà sản xuất. Đó quý vị thấy, và phần gầm của chiếc xe. Đây quý vị thấy không ạ? Rất là đẹp quý vị nhá. Và không có vết cháy xước nào đáng chú ý cả. Độ mới còn rất là cao. À, quý vị thấy xung quanh cả phần giò diễn nữa quý vị ạ. Rất đẹp quý vị nhá. Quý vị thấy không có vết cháy xước nào đáng chú ý đâu quý vị nhá. Mã vạch, mã số khung của nhà sản xuất. Đó. Rồi thì đây ạ, trên đây. Vâng. Mã QR code chính hãng. Đó. Rồi thì tem made in Taiwan. Đây quý vị thấy. Đó. Cho nên là quý vị hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc chất lượng quý vị nhá, cũng như là xuất xứ của chiếc xe. Với lòng cũng xin cam kết chiếc xe là hàng chính hãng rồi, nên quý vị hoàn toàn yên tâm ạ. Vâng, kế tiếp bên là cái bộ dàn đầu ghi đông bông tăng và cọc yên. Thì chiếc xe đang sở hữu một bộ dàn đầu ghi đông bông tăng là nhôm siêu nhẹ quý vị nhá, và đều là của nguyên zin theo xe, đều là của dàn T. Đó, dàn contact SN. Đây quý vị thấy không ạ? Đó. Chén ghi đông cũng là dàn quý vị nhá, dàn contact SN. Đó. Chén cổ của FSA. Đấy, quý vị thấy. Và tổng thể độ mới rất là cao. Không có vết chảy xước nào đáng chú ý cả quý vị nhá. Rất đẹp quý vị nhá. Vâng, chiếc cọc yên cũng là nguyên zin theo xe. Cọc yên là bằng carbon quý vị nhá. Và chiếc yên cũng là nguyên zin theo xe. Đó, đây dàn contact SN. Đó, tông màu đen xanh giống với tông màu của xe. Chiếc yên thì vẫn còn rất là đẹp. Anh quý thấy không có bị sàn rách gì hai bên đâu ạ. Quý vị thấy rất là mới quý vị nhá. Rất là êm. Vâng, như vậy là khung sườn carbon, cọc yên carbon, dàn đầu ghi đông bông tăng thì là nhôm siêu nhẹ, dàn contact SN, và chiếc yên cũng là nguyên zin theo xe, đều là dàn contact SN. Vâng, tổng thể mọi thứ là quý vị thấy rồi, rất đồng bộ, không chưa hề có ai ta mất cái thứ gì quý vị nhá. Và độ mới thì quý vị thấy rồi đúng không ạ? Cũng còn rất là đẹp. Vâng, chỉ có một vài cái vết xước rất là nhỏ nhẹ trong quá trình sử dụng hàng ngày thôi. Vâng, tiếp đến là cái bộ chuyển động đang trang bị trên chiếc dàn carbon này, thì chiếc xe sở hữu một bộ chuyển động cũng rất là cao cấp rồi quý vị nhá. Vâng, đó là bộ chuyển động Shimano Ultegra 8020 chạy phanh đĩa dầu. Vâng, rất là cao cấp rồi quý vị nhá. Và sau đây là chi tiết từng bộ phận. Anh quý thấy phần tay nắp phía bên phải, quý vị thấy có xước nhẹ một chút xíu ở cái phần nhựa đây thôi quý vị nhá. Đấy, xước cực kỳ nhẹ thôi. Không ảnh hưởng gì nhiều về mặt hình thức cả. Đấy, tổng thể còn rất là đẹp. Đúng không ạ? Quý vị thấy không ạ? Rất mới quý vị nhá. Anh quý thấy rất là mới. Phần tay nắp phía bên trái. Đó, rất đẹp quý vị nhá. Tay nắp phía bên trái thì chỉ có xước nhẹ một chút xíu ở cái phần cần gạt đây thôi. Đây quý vị thấy. Đó, còn lại là rất là đẹp. Đó, quý vị thấy, chỉ là xước nhẹ một chút xíu phần cần gạt đây thôi nhá. Xước rất là nhẹ chỗ này thôi. Đó. Đó, quý vị thấy, không ảnh hưởng gì về mặt hình thức cả. Độ mới rất là cao. Vâng, cụm phanh trước Shimano Ultegra. Đó, quý vị thấy. Đó. À, đĩa tản nhiệt quý vị nhá, cũng là Shimano made in Japan. Đó. Đó, T8800. Đó, quý vị thấy. Shimano quý vị nhá, cung cấp đĩa tản nhiệt rất là đắt tiền. Cụm phanh sau, đây quý vị thấy Shimano Ultegra. Đó quý vị thấy. Cặp đĩa cũng là cặp đĩa tản nhiệt quý vị nhá. Đó, Shimano made in Japan. Đây quý vị thấy. Đó. Cặp đĩa rất là giá trị ạ. Đó. Đây quý vị thấy. Mọi thứ rất là ok quý vị nhá. Đó, định ra bàn hết đấy ạ. Cùi níp sau Shimano Ultegra. Đó, có sức nhẹ một chút xíu ở cái phần đầu đây thôi quý vị nhá. Đấy, xước rất nhẹ thôi. Đấy, còn lại là rất là đẹp, không ảnh hưởng gì nhiều về mặt hình thức cả. Đây quý vị thấy không ạ? Đó, chỉ là xước nhẹ một chút xíu đầu đây thôi. Cái chiếc cùi níp này đang sở hữu cái cánh tay đòn dài, cho nên là quý vị có thể thoải mái nâng cấp cái thông số níp mà mình muốn chạy quý vị nhá. 30, 32, 34, 36 à, rất thoải mái. Và bản chất cái chiếc níp đang sử dụng này là chạy cấu hình là 11, 23, 34 quý vị nhá. À, cho nên là quý vị vừa có thể neo đèo đổ dốc, neo đèo rất là tốt, vừa chạy đường trường, rất là tốt đúng không ạ? Và níp thì cũng vẫn rất là đẹp. Đấy, răng nó vẫn còn rất là vuông. Đó, quý vị thấy. Cho nên là quý vị hoàn toàn yên tâm về tuổi thọ sử dụng quý vị nhá. Đó, còn cực kỳ lâu lâu dài. Đó. Chiếc sên kép, đây quý vị thấy. KMC. Đó. Sên kép rất nhẹ. Cũng rất là có giá trị quý vị nhá. Giò dĩa Shimano Ultegra sở hữu thông số 50-34. Đó, cùi đĩa Shimano Ultegra. Đó, quý vị thấy tổng thể thì hình thức thì quý vị thấy là còn rất là đẹp đúng không ạ? Không có vết chảy xước nào đáng chú ý cả quý vị nhá. Đó, chỉ là một nhẹ chút xước xíu rất là nhẹ đây thôi. Đó, quý vị thấy không có nộ gì về mặt hình thức. Tóm lại là xước cực kỳ nhẹ thôi quý vị nhá. Đó. Đó, tổng thể thì còn rất là đẹp đúng không ạ? Đây quý vị thấy. Và đây độ co giãn của chiếc sên, đây quý vị thấy rất là ôm và khít quý vị nhá. Cho nên là quý vị hoàn toàn yên tâm về tuổi thọ sử dụng của bộ chuyển động này, còn cực kỳ lâu dài đấy ạ.
ở phía sau của giò dĩa. Đấy, mình thấy rất đẹp đúng không ạ? Đó, mình đấy. Đó, rất đẹp quý vị nhá. Chiếc xe sở hữu cặp bê đan cá Shimano 105R7000. Vâng, rất là cặp bê đan cá rất là đắt tiền quý vị nhá. Vâng, 18,5 triệu đấy ạ. 1,5 triệu khi mua mới quý vị nhá. Rất là giá trị đấy ạ. Cực kỳ bền, đạp rất là chắc chân. Đó. Shimano giò dĩa bên trái, Shimano Ultegra. Đây quý vị thấy rất đẹp quý vị nhá. Đó. Bê đan cá Shimano 105R7000. Đấy. Vâng, kế đến là cái cặp bánh đang trang bị trên chiếc dàn carbon này thì ngay từ đầu video đồng ý đang cũng đã nói sơ qua một chút rồi các bạn, đó chính là cặp bánh nguyên zin treo xe cũng đều là của dàn quý vị nhá, model này SNR1 đây quý vị thấy. Vâng, cặp bánh chạy bạc đạn cối nổ. Vâng, và cặp bánh này là cặp bánh full carbon quý vị nhá, full carbon và cũng là made in Taiwan đây quý vị thấy. Đó, made in Taiwan, thông số 622x17c đó quý vị thấy, bản 3cm quý vị nhá. Cặp bánh này là chạy vỏ ruột rời và cả vỏ ruột không xăm. Thì bản thân các chiếc xe đang trang bị là cặp lốp không xăm quý vị nhá, turbo led đó, của chính hãng của Gian T theo nguyên theo xe. Vâng, Gian Gavia AC1 này quý vị nhá. Vâng, chạy vỏ ruột không xăm chứ không phải là vỏ ruột dán quý vị nhá. Vâng, vỏ ruột Tubona nó khác, đó là vỏ ruột dán nó khác, Bozo nó khác quý vị nhá. Còn đây là chạy, đây là cặp bánh này là vừa chạy được vỏ ruột có xăm và vừa chạy được vỏ ruột không xăm, tức là turbo led đó vì đấy. Nên là cặp bánh nó giá trị rất là cao. À, bánh hàng trước này quý đấy. Đó, turbo led này quý đấy. Đó, SNR1 gian, đó, Gavia AC1. Nó đùm bánh trước này quý đấy. Các căm cũng là căm dẹt quý vị nhá, và vẫn là còn nguyên zin. Sơn xi rất là đẹp, không có bị bong chóc gì xét gì đâu ạ. Đó. Tất cả các căm nguyên zin. Đó, cặp viền cũng còn rất là đẹp. Các bằng carbon quý vị nhá. Để góp phần rất là nhẹ cho chiếc xe. Đó, có sức nhẹ một chút xíu trong quá trình sử dụng hàng ngày thôi. Đó, cặp bánh này cũng là sản xuất tại Taiwan. Đấy, quý vị thấy rồi, Nguyễn Long vừa chỉ rồi, made in Taiwan quý vị nhá. Đấy, made in Taiwan. Đó. Cả các căm là căm dẹt quý nhá. Cặp lốp trước sau vẫn còn sử dụng rất là tốt. Đấy, quý vị thấy, không có vết dạn chân chim đâu ạ. Cực kỳ đẹp quý vị nhá. Đó. Đấy, quý vị thấy. Quý vị thấy cái phần ta lông ạ, đấy các cái dâu ta lông đây là vẫn còn chưa có mòn hết. Đấy, cho nên là đủ được quý vị thấy là người chủ sử dụng là rất là ít rồi đúng không ạ? Đấy, quý vị thấy. Đó. Đồng bộ hết trước sau đều là của Gian quý vị nhá. Nó cặp lốp, cặp vỏ ruột, cặp vỏ. Đó, cặp vỏ này cũng trị giá khoảng 2 triệu rồi quý vị nhá. Đó. Vâng, Nguyễn Long sẽ test lại cái tiếng cối nổ và độ trớn của cặp bánh này ở gần để cho quý vị nghe kỹ lại một chút ạ. Tiếng cối nổ rất là hay đúng không ạ? Rất là thanh quý vị nhá, và kêu rất là giòn nữa. Vâng, tỉ bật bánh sau. Đấy quý thấy. Đây là tỉ bật mà gọi là tỉ của trục của bánh. Bởi vì nó là dòng bánh đĩa quý vị nhá. Vâng, tỉ bánh trước tất cả đều đồng bộ hết theo xe quý vị nhá. Vâng, tiếp đến là cái phần phụ kiện mà người chủ có để lại đã trang bị trên chiếc xe. Vâng, thì đây là đầu tiên. Thì đó là một cái chuông gắn ghi đông, vâng, rất là thú vị quý vị nhá. Đó, kêu rất là thanh. Đó, kêu rất là thanh quý vị nhá. Còn đây là cái bát cài đồng hồ. Đó, nó cũng tông màu của xe, để nó tông màu xanh. À, một chiếc gọng bình nước, vâng, của Canepol, đây quý vị thấy. Vâng, gọng bình nước Canepol Enich quý vị nhá, rất là đắt tiền đấy ạ, mua mới phải 600 ngàn đấy quý vị nhá, ở bên Nhật. Đó. 600-700 ngàn đấy ạ. Cọc bình nước thiết kế rất là đẹp. Đó. Và rất là chắc chắn nữa, mà đặc biệt là khi chúng ta cài bình nước rất là dễ thao tác quý vị nhá. Vâng, tiếp đến là cái đây ạ, đó là bộ cảm biến của chính hãng của Gian, cảm biến của đồng hồ vậy nhá. Nếu như quý vị trang bị đồng hồ của Gian là quý vị sẽ dùng được. Đó, người chủ đã trang nắp sẵn ở trên xe. Đấy, khi mà nắp cái này là người ta cũng mất kinh phí đâu đó là phải 1,5 triệu đấy quý vị nhá. Đó, khi đấy là nội dung mà khi người ta đăng báo ở trên sàn đấu giá Yahoo là như vậy, là người ta đã trang bị sẵn cái cảm biến này là gắn ở âm khung. Đó. Đó. Chính hãng của Gian hết quý vị nhá. Đây là cảm biến 500 này. Đấy, nó ăn vào cảm biến đồng hồ đây quý vị nhá. Dạ vâng, như vậy là vừa rồi thì là quý Nguyễn Long đã giới thiệu rất chi tiết quý vị nhá, quay rất chi tiết tổng thể để giới thiệu về với quý vị về cái chiếc xe đạp Gian model là Defy Advanced sở hữu cấu hình là khung sườn carbon cùng với lại cọc yên carbon và bộ chuyển động thì là Shimano Ultegra R8020 chạy phanh đĩa dầu.
đó, và một cặp bánh cũng là full carbon bản 3cm, cũng là chính hãng của Gian T, model là SNR1, chạy bạc đạn cối nổ, và đó là cặp bánh vỏ ruột rời, nắp được cả vỏ ruột không xăm, và đồng tổng thể độ mới của chiếc xe thì quý vị thấy rồi, nó cũng còn rất là đẹp, cũng phải xem trên 90% trở lên. Đấy thì về cái mức giá thành mà cửa hàng của Nguyễn Long đang chào bán cho chiếc Gian Defy Advanced Carbon này, là cái mức giá là ngoài 40 triệu một chút thôi quý vị nhá. Vâng, ngoài 40 triệu một chút ạ. Quý vị khách hàng nào có nhu cầu mua xe thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Nguyễn Long qua số điện thoại là 0973 126 389. Vâng, quý vị khách hàng nào ở gần thì có đến xem xe trực tiếp ạ. Số điện thoại của Nguyễn Long thì là có kết nối cả với Zalo quý vị nhá. Và Nguyễn Long có để số điện thoại ở tiêu đề phía bên dưới video. Và địa chỉ cửa hàng của Nguyễn Long thì là ở Phú Dư, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Linh. Quý vị nào ở gần thì có thể đến xem xe trực tiếp và rồi trải nghiệm thực tế tại cửa hàng. Còn đối với những quý khách hàng ở xa thì là Nguyễn Long có hỗ trợ ship code trên toàn quốc. Và quý khách hàng cọc một số tiền tương ứng rồi sau đó Nguyễn Long sẽ đóng gói và gửi xe. Khi nhân viên bên bưu điện tới giao hàng thì là quý khách hàng được đồng kiểm cùng với nhân viên giao hàng bên bưu điện. Và nếu như không có vấn đề sự cố nào xảy ra trong quá trình vận chuyển từ nhà của Nguyễn Long vào nhà của quý vị thì là quý vị sẽ thanh toán nốt cái phần tiền còn lại cho nhân viên giao hàng bên bưu điện. Và Nguyễn Long xin nhắc lại là cái mức giá mà Nguyễn Long đang chào bán cho chiếc Gian Carbon này là ở mức giá là ngoài 40 triệu một chút thôi quý vị nhá. Vâng, một mức giá quá là hợp lý ở thời điểm này đối với một chiếc xe cấu hình mà khung sườn carbon, cặp bánh carbon này và đúc cũng rất là cao. Và Nguyễn Long xin cam kết đến toàn thể quý vị khách hàng trên toàn quốc, đó là cái chiếc Gian Carbon này là một chiếc xe Gian Defy Advanced Carbon này là một chiếc xe hoàn toàn chính hãng quý vị nhá. Vâng, xin cam kết đến những quý vị khách hàng nào phát hiện ra đó chiếc xe hàng nhái, hàng fake, hàng copy thì là quý vị cứ liên lạc lại với Nguyễn Long đóng gói gửi trả về cho Nguyễn Long. Nguyễn Long xin cam kết sẽ hoàn trả cho quý vị 100% số tiền quý vị đã mua chiếc xe đạp này. Vâng, đó là lời cam kết của chính Nguyễn Long, chính chủ cửa hàng, cho nên là quý vị khách hàng ở xa khi mua xe đạp online bên cửa hàng của Nguyễn Long hoàn toàn yên tâm và tin tưởng ạ. Đó, và kia là cái phần giấy tờ đấu giá của xe thì Nguyễn Long cũng sẽ đều có gửi kèm cho quý vị khi quý vị mua chiếc xe đạp này. Vâng, mọi xe đạp đấu giá ở bên Nhật về thì đều có kèm theo giấy tờ đấu giá đầy đủ quý vị nha. Và đến đây thì Nguyễn Long xin kết thúc cái video giới thiệu về chiếc Gian Carbon này. Mình xin chào tạm biệt toàn thể quý vị và mọi người ạ.